cô ba dì Tư ơi, giờ sắp ra gì 3 ngày nữa là con chuyển tiền đợt 1, cô ba dì Tư gom cho con 250 triệu nha, rồi cho con mượn đi con ký ngày, con trả lãi đàng hoàng, con sòng phẳng lắm, con trả lãi đàng hoàng. Chơi mượn nợ người thân là phải trả lời. Yes. Thằng nào mà mượn nợ người thân mà không trả lãi là chó má. Oh, no. Còn thằng nào mà cho người thân mượn nợ lấy lãi cao hơn ngân hàng cũng khốn nạn luôn nữa. Anh nói thẳng luôn mấy em, anh nói thiệt, cái quận 7 này là anh đổ cả đầu tư tâm huyết xương máu và tiền bạc vô mà. Tại cái chỗ này là chỗ anh đập đối tác nè. Cái chỗ này là chỗ anh để anh đập đối tác. Anh đi qua bên Mỹ vô trong mấy công ty của nó thấy cũng thường thôi, nhưng mà khi mày qua BBT tao sẽ cho mày thấy một Việt Nam rất khác. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. À, xin chào các bạn, quay lại với phòng của giám đốc Duy Nguyễn nha. Chúng ta cùng quay trở lại chủ đề bất động sản. Ngừng cũng khá lâu rồi, tại vì Duy có một chuyến đi công du bên Nẩu Ước. Quên, đi bên New York, A Mỹ công tác rồi, tháng trời. Xong về đây dính cái biến nữa, nên ngày hôm nay qua Tết quay lại với các bạn trong chương trình bất động sản. Yes. Thì ngày hôm nay Duy sẽ nói về cái kinh nghiệm. Thứ nhất là chúng ta làm hợp đồng với nhà thầu, chia vào những cái giai đoạn chuyển tiền như thế nào, cách xây nhà tiết kiệm, cách xây nhà tiết kiệm nha, và cách trang trí tầng trệt cho nó hợp lý. Nè, thì tất nhiên cái đó là cái quan điểm của Duy, và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, dựa trên góc nhìn và dựa trên tầm nhìn. Chứ còn bây giờ không lẽ các bạn cứ xây nhà, các bạn học theo Duy nhiều quá thì thằng thầu nó ăn cái gì? Oh, no. Nên nó hơi khổ nha, nó hơi khó. Tại cái chủ đề bất động sản á, là cái chủ đề mà nó nhạy cảm. Nó đụng chạm này, đụng chạm kia, đụng chạm quyền lợi của các bên. Nên chúng ta nghe để chúng ta học hỏi về kiến thức, chúng ta học hỏi về kinh nghiệm. Chứ mà các bạn đòi hơn thua với đời thì nó hơi khó. Vậy thì á, bây giờ mình xây cái nhà, đương nhiên là một cái nhà ví dụ như bằng xây 5 tỷ thì bằng đâu thế nào mình chuyển cho thầu 5 tỷ liền đâu, đúng không? Mà tiền đâu mà chuyển, mà cũng ai chuyển cái đó. Bây giờ mới nó chia ra từng giai đoạn, nó chia ra từng giai đoạn để chúng ta chuyển tiền cho thầu. Thường nó là mười mấy giai đoạn. Wow. Đó, nó phụ thuộc vào cái số sàn của bạn, nó phụ thuộc vào cái số sàn của bạn. Ví dụ như nhà của bạn 7 sàn, sàn là cái gì? Sàn bê tông, một sàn thế thôi. Mày mấy tấm kìa mày mệt quá. Có chỗ nó tính là tấm tiết, có chỗ nó tính là nãy kia dùng miền, không biết được. Nhưng mà tính theo sàn thì thường á là nó chia theo sàn nha các bạn. Thí dụ như bạn 7 sàn thì bạn có thể chuyển 12 lần thường nha. Như vậy thì á, mình dựa vào đâu đấy để mình điêu ra cái hợp đồng để biết thằng thầu nó có tay không bắt giặc không? Đúng không? Thằng thầu tay không bắt giặc là sao? Tức là thầu trên đang dưới giấy không có tiền, xong nó vô nó lấy tiền mình xây, nó trả lương nhân viên nó rồi xong rồi chơi vậy đó. Cái trường hợp đó là gì? Theo Donald Trump thì nói rằng đó là kinh doanh không lành mạnh, không có phê ông ơi. Ông muốn ra đường làm ăn thì ông phải cầm tiền ra ông chơi chứ, ông phải xin vợ ông sau đó chứ, ông đi ông lấy tiền người ta ông chơi không là không được. Vậy thì khi mà mình ký hợp đồng với thầu xong á là bút xa gà sắp chết rồi đấy nha, bút xa gà sắp chết rồi. Thì mình đi deposit nhiêu một lần chuyển cọc. Bây giờ thường á, ví dụ như Đạt đi, Đạt Trần đi cưới Duy Phan, hàng đó BD lấy nhau rồi xây nhà, thì nhà ở Việt Nam nó làm sao mấy em? Ba tấm tức là vợ dày. Ba tấm là ba tầng dùng để ở nha, ba tầng dùng để ở mấy em, 1, 2, 3 rồi xong. Vậy thì ba tấm nó mấy sàn? Ba tấm nó bốn sàn đúng không? Hợp lý không? Yes. Giờ thí dụ cho cái hầm nữa đi là 5 sàn, đúng chưa? Vậy thì 5 sàn, 5 sàn thì mình chuyển tiền chừng cọc 10 lần là nó hợp lý. Tổng giá trị hợp đồng của tôi á là 5 tỷ. Wow. Nhà này bự quá không được em, nhà 3 tỷ thôi, 2 tỷ rưỡi thôi cho dễ chia. 2 tỷ rưỡi đúng không? 5 sàn thì mình
chuyển tiền thành bao nhiêu lần? 10 lần. Vì 2 tỷ rưỡi chia 10 là 250 triệu. Đúng không? 250 triệu. Vậy thì ông ký hợp đồng cái bục, ông xuống tiền 250 triệu. Vậy thì trong 250 triệu đó tôi làm những cái việc gì? 250 triệu đó đó là tiền ép cọc. Là tiền tiền ép cọc rồi tiền thiết kế. Tiền đi đi xin giấy phép. Vậy đi. Thường thường ở đây á là Duy đang nói là thực tế. Duy không nói là xây nhà theo kiểu mà quy chuẩn học trong trường đại học Bách Khoa ra nha mấy ba. Mấy ba xây nhà theo đọc Bách Khoa vô ba đó là giờ phải đo địa chất là ông đo ông tính tiền riêng đi, tôi giới thiệu công ty này cho ông rồi ông xin giấy phép đi, tôi giới thiệu công ty này, công ty kia, công ty cái cù lôi mệt quá. Đúng không? Hai vợ chồng tôi đi làm mệt chết mẹ luôn, thì tao thầu mày thì mày xây nhà cho tao đi. Tự mày lo hết đi, mày tính phí tao trả. Nó như vậy đi, nó vô ba rem hết mấy em. Cha con thì nó quen biết nhau mà. Nó vô ba rem hết, vậy đi. Tức là tao chưa biết tao chuyển tiền cho mày là mày đưa tao cái nhà thô nha. Đừng bao giờ xây nhà chìa khóa trao tay. Đừng bao giờ xây nhà chìa khóa trao tay mấy em, mà nói thiệt luôn á. Má nói người ta thầu nó ghét nữa. Má tại nhờ chìa khóa trao tay nó mới ăn. Mà bây giờ nói người ta nó kỳ quá mấy em ép anh quá trời luôn. Xây nhà thô. Rồi quay lại đi, không nói nhiều nữa. Nó đi theo 10 đợt chuyển tiền là nó phe. Thằng nào nó bắt chuyển 5 đợt rất ác nha mấy em. Không điêu cái đó. Bây giờ chuyển 5 đợt là sao, lần chuyển 500 hả? Vậy thì theo tấm thường thường á là người ta chuyển hợp đồng theo tấm. Đầu tiên là cọc là một nhát, xong rồi tấm 1 là một nhát, tấm 2 là tấm một nhát, tấm 3 là một nhát, tấm 4 là một nhát, chuyển tiền càng dài càng phe. What the hell? Tại sao chuyển tiền càng dài càng phe ta? Anh lấy ví dụ. Bây giờ cái nhà của anh Duy Nguyễn đi, 4 cái nhà tụi em muốn coi cái nhà nào tụi em coi. Đó, mấy em media show up ra cái nhà của anh Duy Nguyễn lúc mà nó đang dựng, nó xây từng tấm gì đó, đổ bê tông của sàn gì đó. Thì anh nói mày nghe nè, bây giờ cái tiền mà nó mắc nhất là tiền gì? Tiền sàn, chỉ có tiền sàn nó mới mắc thôi. Tiền sàn nó mắc nhất, tiền sàn nó mắc gồm tiền thép, tiền xi măng, tiền bê tông, tiền công thợ. Đúng không? Thì nó mới mắc. Còn nó xây mấy bức tường lên không có nhiều á, gạch cái như là free. Gạch không có mắc mấy em ơi, mấy cục gạch nhầm nhò gì, trát tô chuyện nhỏ. Như vậy á, nếu mà tụi em gặp thầu á mà nó lấy tức là ít đợt á, để làm chi? Nó lấy tiền mình nó làm chứ chị, xiền luôn, đúng không? Nó lấy tiền mình nó làm, mình phải chia ra nhiều đợt, đây chi nữa, tại tiền mình bỏ dùng ít, tiền của ba phải bỏ dùng ít nữa chứ ba, mới làm được mấy em. Cái này là cái tụi em nói chung như nói tụi em giàu thôi, cái bà kể tụi em đi làm hợp đồng mà tụi em cần chú ý thì tùy tụi em thôi, chứ còn anh thấy hợp đồng như nó mới công bằng. Ít ra đó thầu á nó phải gối đầu tiền công thợ, tiền thợ, tiền bè thờ thuyền gì của nó đó. Đó rồi xong rồi mình gối đầu tiền vật tư nguyên liệu hai bên hợp tác vô cái nhà. Đúng chưa? Để nó còn có trách nhiệm của nhau nữa. Anh lấy ví dụ như cái nhà của anh Duy Nguyễn đi. Nhà quận 7 đi. Vào ngày đẹp trời là ngày 5 tháng 12 năm 2010, không biết nhớ đúng không ta? 2019 là anh đổ cái sàn tầng trệt mấy em. Anh đổ cái sàn tầng trệt, sáng đổ chiều xuống 1 tỷ, không nói nhiều nữa, xuống 1 tỷ. Vậy thì 1 tỷ của anh Duy Nguyễn có phe không? Tụi em nhớ không clip mà Duy Nguyễn cầm 1 tỷ chọi xuống đất có nhớ chưa? Nhớ không bạn? Yes. Nên cái nhà bên đường 7 á, là con số là 1 tỷ. Một lần là 1 tỷ cho đó mấy em. Không cần biết gì, một giai đoạn chuyển tiền là 1 tỷ. Wow, mạnh dữ. Tiền cọc là 1 tỷ, đúng chưa? Rồi xong người ta đổ xong cái tầng hầm mà để xe Lamborghini không mấy em? Nhớ cái đợt trước không? Bên đường 7 đổ xe mà tầng hầm đổ Lamborghini không á là anh xuống 1 tỷ nữa rồi. Thì bữa nay theo luật á là bây giờ tới tầng trệt là anh phải xuống 1 tỷ. Thì tụi em xây nhà nó cũng vậy thôi. Tụi em xây nhà nó cũng vậy thôi. Thì 1 tỷ không thể nào bằng giá trị cái sàn. Cái sàn nó phải là 2 tỷ. Anh ví dụ thôi, con 1 tỷ 9 tới 8 gì kệ tía đó. Nhưng mà ý anh nói á là giá trị mà để cái sàn đó đó nó phải là hơn 1 tỷ. Đúng không? Vậy thì anh đổ vô 1 tỷ á thì đương nhiên thầu nó phải sẽ chia thêm tiền công thợ, tiền này thì kia phải gói đầu trước. Nó làm ăn nó phải phe như vậy. Bây giờ nguyên tắc của anh Duy Nguyễn trước khi gặp thầu, anh Duy Nguyễn nói rồi. Bây giờ tôi hỏi ông là ông làm ông thầu nhà tôi, ông có tiền không? Ông có tiền thôi à? Ơi, ông có tiền không chơi. Còn ông ép thợ ông sao thế nào á đó, chuyện của ông. Còn ông thầu tôi mà ông có tiền là ông phải bắt tôi đưa tiền trước hết, ông làm hết là tôi không chơi kèo này, tôi nói thiệt đó. Anh thẳng lắm em.
Bây giờ làm ăn với Như Nguyễn rất là dễ, Như Nguyễn rất là thẳng thắn. Anh Như Nguyễn không có dài dòng, anh Như Nguyễn không có lê thế, không có xạo. Một là một, hai là hai. Làm ăn vậy, mình gặp người vậy mình cũng thích nữa. Mà thầu bên quận 7 của anh làm ok lắm em. Làm anh đỡ phải nói nhiều, đỡ phải nhức đầu, nói chung là anh rất là hài lòng thầu này. Mốt xây quận khác cho làm nữa nghe. Thì á, nó tóm lại nãy giờ nói dài dòng, để khi hợp đồng nó phải dài ra, tức là đợt chuyển tiền nó nhiều lên, nó sẽ công bằng cho em hơn và thể hiện thầu có năng lực, thầu không có cho ép nha. Rồi đó là xong vấn đề hợp đồng như thế nào. Vậy thì á, khi mà tụi em xây nhà, tụi em đâu phải là có tiền sẵn, đúng không? Trên đời này thằng nào có tiền sẵn là thằng ngu. Đừng có nói anh là khôn, mày vào nhà tía má mà cho tiền, kệ mày. Cuộc sống này đối với anh á, thằng thông minh là đồng tiền nó có chân nghe. Đồng tiền nó phải nhảy từ túi này qua túi kia, nhảy từ lưa hộp dưa luôn. Vậy lấy ví dụ, lấy ví dụ luôn. Thí dụ như á, anh xây cái nhà của anh, thí dụ như 15-16 tỷ đi, nhưng mà đâu nghĩa là trong túi anh có 15-16 tỷ. Không có tiền đó, tao quăng đâu tao không biết nữa, miễn sao tới đợt thanh toán mày thôi, đúng không các bạn? Cái đó là đúng. Chứ bạn không bao giờ mà thủ sẵn trong túi 15-16 tỷ để bạn xây cái nhà đó, đúng không? Nhưng mà bạn phải có cách được rằng trong cái giai đoạn xây nhà đó một năm là tôi phải quy động được cái số 15-16 tỷ, hiểu chưa? Nope. Hiểu không? Nope. Trời đất ơi, không hiểu nữa, thôi luôn đó ba, tao chỉ cho mẹ tao bay gà quá. Thí dụ hai anh bay mới cưới nhau, đương nhiên xây nhà là mượn nợ là chắc rồi, đừng có nhục em. Đúng không? Mày mới cưới mày xây nhà mày mượn nợ có đâu nhục, đúng không? Chừng nào mày già khú đế mày xây nhà mày mượn nợ mày mới nhục. Thích thì like, câu vừa rồi chuẩn thì like mấy em. Nhưng mà mượn nợ ai? Mượn nợ ngân hàng hả? Mày trên răng dưới giấy ai cho mày mượn, đúng không? Tao nói mày rồi, mày nghèo là lỗi của mày mà. Con vợ mày nghèo là... Ôi xin lộn lộn mấy em. Mày nghèo lỗi định mệnh mà con vợ mày nghèo lỗi mày, đúng chưa? À, thì sao? Thì bây giờ xây nhà, đương nhiên mượn là mượn dòng họ hai bên. Nhưng mà khi nào mượn? Cái vấn đề là khi nào mượn, đúng không? Nó cái này là bài toán kinh tế mấy em. Anh lấy ví dụ, bây giờ mày xây nhà mà trả từng đợt, đúng không? Thì tới đợt hay mượn, mượn chi sớm không nội? Mày xây cái nhà 2 tỷ rưỡi mà anh ấy mới nói, đâu có nghĩa là mày đi mượn 2 tỷ rưỡi mày xây cái nhà. Không không, cô ba dì tư ơi, giờ sắp gì 3 ngày nữa là con chuyển tiền đợt 1, cô ba dì tư gom cho con 250 triệu nha. Rồi cho con mượn đi, con ký ngày, con trả lãi đàng hoàng, con sòng phẳng lắm, con trả lãi đàng hoàng. Chơi mượn nợ người thân là phải trả lãi. Yes. Thằng nào mà mượn nợ người thân mà không trả lãi là chó má. Oh, no. Còn thằng nào mà cho người thân mượn nợ lấy lãi cao hơn hàng cũng khốn nạn luôn nữa. Anh nói thẳng luôn mấy em, đúng không? Thằng nhỏ nó khổ chết bà luôn, nó cưới được con vợ, nó phải xây cái nhà để nó lo tổ ấm quyên ương, má cho nó mượn còn chặt nó nữa. Nên hoàn cảnh của ai người đó có lại nha. Đó là cái cách mà chúng ta huy động vốn cho nó tiết kiệm. Anh thực tế, anh đang cái bài toán của anh là cho tụi em xây nhà đó nha, chứ không phải là bài toán cho anh. Tụi em đừng hiểu lầm, anh phải xài bài toán khác. Còn bài toán là bài toán hai đứa nhỏ, ok, cưới nhau sọt ở trong phòng trọ hoài nó cũng bất tiện mấy. Nhiều khi giường nó yếu là nó kêu có két, rồi nói chung là ra vô toilet chung này nó kia sống nó, cuộc sống nó chán lắm. Nên làm gì ra phải có nhà, có cái nhà xây nhà và nâng cấp này. Rồi quay lại cái tiếp là huy động vốn để xây nhà, anh Duy chỉ rồi đúng không? Vậy thì bây giờ tiếp tục nè. À, tụi nó không biết sếp nó đang quay phim, nó hơi ồn mấy em. Tại 5 giờ chiều nó ra ca đó. Bây giờ cái phòng khách, cái phòng khách là cái phòng gì? Phòng trệt. Cái tầng hầm anh chỉ rồi. Cái tầng hầm anh chỉ rồi nha. Nhớ video xây nhà không mà xây hầm là ngu như con bò, nhớ chưa? Đó, video đó nói rồi. Thì bây giờ là tới cái tầng trệt. Cái tầng trệt tụi em dùng để làm cái gì? Đó là vấn đề. Thường thường á, tầng trệt để phòng ngủ là thấy nó ngu ngu rồi đó mấy em. Má ơi, tầng trệt không ai làm phòng ngủ hết á. Vậy mà có thằng điên nó làm nha. Chỉ cho lối sống hiện đại tư duy 4.0 luôn. Tầng trệt á, là cái tầng mà show up, cái tầng mà đầu tư tốn nhiều tiền nhất nè mấy em. Có nhiều tiền quăng mẹ hết tầng trệt đi, đúng không? Mày mua bộ dáng 5 tỷ bỏ tầng trệt, ghế gỗ này nọ bỏ vô, cái nhà xe 2.5 tỷ cho bộ dáng 5 tỷ sốc chưa? Thiệt mày, cái đó là cái thứ Việt Nam mà nó ngu nó làm vậy thôi. Anh mặc dù anh là người Việt Nam nhưng mà anh đánh giá là nói chung là cái quan điểm đó là quan điểm phong kiến mà,
Việt Nam mình rất giống Tàu. Chuyên gia đu cái đồ cổ, đồ mắc tiền không à. Để làm cái công mẹ gì khoe tiền hả ba. Anh nói thẳng với mày luôn á. Cái dân Việt Nam là một, cái dân Tàu là hai này. So với dân Tây Phương nè, nghèo chết mẹ đặt nổ nè. Đúng không? Mấy em có đồng ý không? Bây giờ tự nhiên bỏ 5 tỷ ra mua cái bộ dán. Cái bộ dán là bộ đi văn, cái gạo gỗ đó vậy nè. 1 tỷ, 2 tỷ nó bán từ lưa đó. Có không? Tụi em có thấy không? Cái đó nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện sự khoe cổ chứ lại gì? Mà cái đó nó có đúng không? Anh đánh giá nó, ừ đúng. Đúng không? Để bộ sofa nha, nó gì ngon lành, đẹp đẽ, nó hiện đại văn minh, tiền nó đầu tư chuyện khác. Không ai mà nói ra đụng chạm mấy em. Mà đụng chạm mấy em đại gia Việt Nam này mệt lắm, nên thôi bỏ đi. Nó đừng có trang trí đồ kiểu đó nha. Nói chung là cái gì? Bây giờ nó tóm lại đơn giản vậy. Mình xây cái nhà đó, mình phải chừa tiền để mình làm ăn. Anh nói thiệt luôn á. Mày đừng có ngu, mày xây cái nhà mà đổ nhiều tiền quá làm khỉ gì hết trơn á. Mấy cái nội thất sang trọng đó, người ta coi vô, người ta chửi mày nữa chứ người ta không khen đâu. Anh nói thiệt á, thằng đó 4.0 mà nó vô đó, nó bảo đảm, nó nhìn thấy nội thất mất tiền là nó chửi mày. Nghèo chết mẹ, mày đặt láo. Hai vợ chồng mày làm được nhiêu tiền, mày đặt mượn nợ mua nội thất hả mày? Đúng chưa? Ông nói nhất là mấy thằng khốn nạn mượn nợ ăn đám cưới nữa. Ông nghèo chết mẹ luôn, đám cưới mày đặt làm cho lớn. Tao thiệt á, cái dân dưới trí thấp nó vậy đó mấy em. Mình nói ra dân trí thấp là nó có tự ái, nó đau chứ. Đúng không? Bao nhiêu cảnh nè, mượn nợ đám cưới và mượn nợ xây nhà xong đổ nợ chết ngắt. Đúng không? Nhiều khi cha mẹ thiếu tầm nhìn á, thằng con sức lao động ở bên Vũ Hán mình sắp chết đó bển rồi. Nó gửi tiền về cho ông bà lo ông bà xây cái nhà xong mượn thêm nợ nữa. Mượn thêm nợ cái xong rồi cái thằng con nó tính về Việt Nam rồi, đang ngồi cách ly nó không về được. Ông viết thư qua thôi con mới nói luôn đi con. Bây giờ nhà mình đang thiếu 300 triệu con làm thêm chu kỳ 5 năm nữa đi. Ác nhỏ thiệt chứ. Nó nên cái nhà phải cho nó đúng, đừng có bậy bạ mà. Giờ nó tóm lại nè, tầng trệt là sao? Thứ nhất á, anh đang nói cho tụi em nha, chút anh nói cho anh sao? Anh nói cho tụi em. Bây giờ tầng trệt á là bây giờ là đầu tiên phải có phòng khách. Đúng không? Cái xe hơi mày để dưới hầm rồi khỏi lo. Ok. Đó, tầng trệt phải có phòng khách. Cái cầu thang á thì thường thường á theo quan điểm của anh, cầu thang để cuối nhà nha. Còn theo quan điểm của mấy nhà quê á, cầu thang để giữa nhà. Đó. Giờ mày theo quan điểm của ai kệ mày à. Đúng không? Mày theo quan điểm nhà quê á thì mày để cầu thang giữa nhà, còn tao theo quan điểm tao để cầu thang cuối nhà. Cầu thang giữa nhà chỉ thích hợp cho biệt thự thôi. Còn Việt Nam nhà nghèo chết mẹ, mày đặt thiết kế ngu. Đúng không chị Phan? Đúng không? Mày thấy không? Mẹ cầu thang tự nhiên nhà cấp 4 hoặc đẹp để cầu thang giữa nhà thấy ngu rồi. Đúng không? Cái đó là cái phong cách biệt thự ông nội. Phong cách mà máu nhuộm bến Thượng Hải, Hứa Văn Cường với Phùng Kính Nhiễu. Đúng không? Đó, biệt thự nó bự chà bá đó. Thì cái cầu thang tròn nó nằm giữa nhà để nó view nguyên cái nhà, nó thấy cái sự sang trọng. Ô thầy, sự lâu đài ba lát. Tự nhiên Việt Nam mình nhà cấp 4 để cầu thang giữa nhà. Má ơi, cái thằng không thiết kế này nó ngu thiệt chứ ta. Vậy giờ cầu thang là sao nhà để cái nhà ống nó trống. Thiết kế là cái nhà nó phải trống ba ơi, mấy thằng ngu thiết kế nhà cột từ lưa. Đúng không? Nhiều khi tao vô cái nhà thấy thằng em này có tiền xây nhà mà méo có tiền thiết kế thiệt chứ. Nhìn tức mày. Tức chậu tức. Tự nhiên nhà nó mặc tiền mà nó thiết kế vậy đó. Ủa chết mẹ luôn, giống như nhỏ nó đẹp chết bà luôn, đi lấy thằng kia. Thằng kia là thằng nào, không tiện nói tên nha. Ủa mà thôi giờ anh không nói dài dòng nữa, nói tóm lại là cái tầng trệt á, là cái tầng đầu tiên là phải phòng khách nè. Thứ hai là phòng bếp. Phòng bếp, phòng ăn. Hai cái đó nó kết nối với nhau, ok. Thêm cái toilet nữa đẹp. Vậy thôi. Đúng không? Vậy thôi á, để phòng ngủ tầm bậy nha. Tuyệt đối không được để phòng ngủ. Mày phòng ngủ không ai mà ngủ tầng trệt hết á, ngủ ở lầu ngủ đi mày. Ai thích thì like đi. Đúng không em? Chính xác, nó anh Duy mà dạy là chỉ có chuẩn thôi. Đó, phòng khách đó là có gì? Phải có một bộ bàn ghế. Có vô bàn ghế đó mà ngồi tiếp khách nói chuyện này chứ. Không phải ghế này, cái này là phòng làm việc. Cái bộ bàn ghế là bộ bàn ghế thường thôi. Ok. Để tiếp khách. Và phải có phòng ăn nha. Bây giờ xã hội văn minh rồi. Không có đem cái chuyện mà ăn mà đem lên phòng khách mà ăn bậy bạ đó tầm bậy. Phòng ăn nó khác, cái bàn ngồi ăn khác cái bàn uống nước. Nhớ. Bây giờ khách tới nhà là phải mời người ta ăn, ăn xong ra bàn uống nước mới là được. Tùy vào cái nhà của bạn nhiều người thì bạn set up cái phòng ăn. Cái phòng ăn nó nằm chung với phòng bếp. Nhà nhỏ mà, chảnh nữa hả mày? Đúng không? Vậy được rồi. Nói chung một gian thôi, nhưng mà nó từng khu. Đó, từng khu vậy là ok nè. Có thể là như cái chuồng chim tao trên lầu á.
cái chuồng chim của anh là cái bàn uống nước rồi nó gần bàn ăn luôn đó. Nói chung anh cũng đơn giản tiết kiệm thôi. Anh để bộ sofa của Ý có gần 200 triệu thôi à. Không có chơi đồ mà bộ dán bộ ngựa gì mà 5 tỷ đâu, yên tâm. Anh sống là vậy đó. Rồi vậy được rồi. Vậy là ok. Thôi từ đây anh làm video này sẵn sàng cho anh nổ vài phát nha mấy em. Bây giờ anh nổ nè. Đối với anh đó thiết kế á, cuộc đời của anh mà anh làm nhiều nhà rồi, nhưng mà anh thấy anh cái quận 12 của anh là anh hơi bị sai lầm. Cái quận 12 của anh nghe lời thằng kia, lúc đó ngu thiệt chứ, nghe lời thằng kia tự nhiên làm cái bức vách ngay đó, xong rồi ở trong là kickboxing xôn che mẹ mặt tiền, tức mẹ. Xong rồi cái đó anh khắc phục qua quận 9 anh sẽ làm khá hơn. Nhưng mà cái điều anh muốn nói đây, quận 7 anh làm ghê hơn nữa. Tại sao anh thích cái quận 7? Chiều ngang 12m, chiều dài vô 35m. Đầu đất Sài Gòn giờ kiếm được miếng đó hơi bị khó đó ba. Em thấy cái bình tân của anh không? Bình tân của anh có quầy lễ tân bình thường thôi. Ủa anh là dân làm ăn, anh không có phòng khách mà anh chỉ có phòng show up nha. Vậy thì cái quận 7 của anh á, cái mà mới đổ bê tông vào ngày 5 tháng 12 đó, anh mới xuống tiền 1 tỷ bạc đó, thì cái đó đó là anh dùng để anh làm gì? Tầng show up. Tức là tụi em á, bây giờ chạy xe đi vô tầng hầm đậu xe két, xong rồi đi sẵn lên tắm cho đi thang máy. Anh không cho đi thang máy mà không phải là gì hết á. Nhưng mà bây giờ á, đi thang máy là không khoe được nhà. Thằng nào mà cho khách đi thang máy là ngu. Tao nói thiệt, tao không gì tao cho đi thang máy á, trừ khi tao gặp mấy em giám đốc ngân hàng mà bụng bự ông lết hết nổi rồi đó, thì tao cho đi thang máy chút đi xuống bắt đi bộ. Nhà tao có quen à, ông đi bộ mới thấy được cái sự đẳng cấp của tôi. Ông đi thang máy ông chung cái ọt xuống ông chạy mất tiêu rồi, không biết gì nữa. Thấy không? Bước vô cái sảnh, trời đất ơi má nó, cái sảnh này tụi bay nhìn phê nữa thôi á. Cái sảnh mình quận 7 á là cái bậc tam cấp nó dài nè mấy em. Bậc tam cấp nó dài hơn bình tân nhiều. Bậc tam cấp bên quận 7 nó dài 8m, đúng không? 8m chơi lót đá granite hết. Ông anh mày chơi là chơi đá granite đó. Bước lên tưởng tượng nha, bước lên xong rồi vô cái sảnh có cái có một quầy để chờ để làm chi, để bỏ giày bỏ dép tháo ô tháo mũ tháo gì đó. Xong rồi bước vô tới phát lễ tân, cái tôi ô lễ tân một cái khung trời rộng lớn, khách sạn New World đi ngủ, cho tao nổ chút nha. Đó tụi em cứ coi hình đi, trời hình sao nó vậy đó. Nhưng mà tụi em nhìn cái phong cách của anh coi, sang trọng nhưng mà hiện đại đó. Quận 7 của anh là rất là sang trọng nhưng mà nó hiện đại, nó không có màu mè qua lá chuối, không có cải lương. Anh ghét nhất cái phong cách cải lương đó thiệt. Nó có quầy lễ tân nhìn ngon chưa? Chèn suột, chèn video vô, chảy ke. Không nói nhiều nữa. Thật ra video thì quảng cáo còn cái quận 7 nha ba, phút đầu chém gió thôi, đâu có dựng mới biết chiêu không nội. Ông dựng ông vô, ông dựng nói tôi làm mấy cái nhà cấp 3, cấp 4 là mất giá trị quá. Đang nổ cái quận 7 mà nổ phải khéo. Nè. Quầy lễ tân sang trọng, qua đối diện quầy lễ tân là gì? Bàn pizza. Tao nói rồi, cuộc đời của người ta, của Duy Nguyễn nó không có làm cái gì mà nó không ra tiền hết đó, đúng không? Tự nhiên làm mấy clip pizza chi có cái triệu view, không có đâu đồng bạc nào làm chi ba đó. Nên bên quận 7 có cái bàn pizza, thêm có bàn billiard nữa. Không biết ngoài Bắc mấy anh kêu bằng cái bi gì á, tiếng Anh nó là football table. Nó cầm lắc bắt 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 đá bụp bụp vậy nè. 10 thằng, 11 thằng. Ủa hồi xưa tao chơi cũng dữ lắm á mày. À, giải trí. Nhưng mà cái linh hồn của cái tầng này là cái gì em? Là thể hiện cái sự sang trọng, thể hiện cái đẳng cấp của BBT muốn nhắm đến. Là cái tầng mà gọi là tao đi nổ. Cái building quận 7 của anh là mốt đối tác nào qua tao nhốt nó trong đó đó. Không cho đi đâu hết á. Nhốt bên đó, chỉ có bên đó mới đủ diện tích để cho anh nổ cho tụi nó thôi em. Chứ bây giờ quận 12 thì tập gym, quận 9 cũng tập gym, quận Bình Tân cũng tập gym, quận Bình Tân là đầu não. Nhưng mà tại nó nhỏ quá nổ không đã. Còn quận 7 của anh á, trời đất ơi, nhốt mấy đối tác vô RFB, đồ nu trách, đồ hang, lắp radar rồi qua đây nhốt trọng. Đó, thì cái tầng trệt của anh nè, anh thấy không? Linh hồn là gì? Là những cái kệ thực phẩm bổ sung. Những cái kệ thực phẩm bổ sung nó trải dài những cái bức tường. Nó nằm trên những cái cột, nó được tô điểm như những cái gì? Những cái trung tâm cao cấp kim cương đá quý bên Singapore. Tụi em chưa đi bên Singapore đúng không? Xin lỗi mẹ, đi qua Phú Quốc rồi cái gì? Phú Quốc hay Nha Trang gì đó, con cũng có cái chỗ nuôi ngọc trai đó. Nhìn là thấy như nhà quê vậy đó. Mày qua Singapore đi. Tao nói thiệt mày, dân khắp thế giới nó qua Singapore nó mua kim cương là biết chỗ nó như thế nào rồi cái gì? Wow.
đâu. Ông anh nó gọi mày, anh mày đi Singapore thì anh mày không có gọi là đi mà tốn tiền ngu đâu con. Anh về sẽ làm cho súp, đổi danh súp là gì? Súp là tinh hoa của thời hình. Đó, súp là cái gì? Sự nghiệp cuộc đời theo đuổi, nên anh sẽ làm những cái ô để súp nó đã, nó đẹp gì đó. Thứ nhất cặp tường, thứ hai nằm ở ngoài, đèn đánh đồ đồ vô rồi nha, trần tiết đồ vô. Trời ơi anh ngồi anh làm cái bản thiết kế này với thằng designer là làm 3-4 tháng luôn đó mày. Không phải đùa đâu. Cái gì cũng vậy thôi, anh Duy Nguyễn xây nhà bằng tâm huyết. Thì từ cái tâm huyết đó anh Duy Nguyễn mày mới có đủ cái kiến thức để mà anh Duy Nguyễn chia sẻ với mấy em. Anh nói thiệt, đó. Những cái team làm việc lúc 2-3 giờ sáng, anh ngồi live stream anh Nam Tẩu, xong anh ngồi anh bút đó. Xong chưa em, cho anh coi coi, anh ngứa quá, xong chưa. Nhỏ thức làm chung anh luôn. Đó là súp. Súp là gì? Là linh hồn, là biểu tượng của cái tầng đó. Mới vô đập cái bập liền, chết liền tại chỗ. Nếu mà thật sự vô đây có tiền thì mua, không có tiền đi ra. Không có chê được câu nào hết mẹ. Anh nói thiệt, cái quận 7 này là anh đổ cả đầu tư, tâm huyết, xương máu và tiền bạc vô mà. Tại cái chỗ này là chỗ anh đập đối tác nè. Cái chỗ này là chỗ anh để anh đập đối tác. Anh đi qua bên Mỹ á, vô trong mấy công ty của nó thấy cũng thường thôi. Nhưng mà khi mày qua BBT, tao sẽ cho mày thấy một Việt Nam rất khác. Anh nói thiệt á, súp của mày đem về Việt Nam thì sẽ trưng trong những cái tủ kính đẹp đẽ, ngon lành, đèn điện đánh vô, view người này nọ, bàn ghế sofa đồ ngon liền. Ngon liền. Đó. Đó là một. Cái thứ hai nữa là cái gì? Thứ hai nữa là cái chỗ đó là chỗ giải trí cho phòng gym, là bia đó, bia với banh bilát đó là để giải trí mà em. Vô đánh free không lấy tiền. Thiệt luôn, đánh thoải mái đi. Đó, bên đó đừng trình vụ đó nha, còn bên mấy chỗ khác thì không có. Hy vọng quận 9 anh sẽ làm cho có, nhưng mà anh cũng đang suy nghĩ phân dân nha. Quận 9 bọn sinh viên nó đông quá. Nhiều khi cái hướng anh nhắm đến là đẳng cấp vậy, sinh viên nó vô quậy hoàn thành cua bắp luôn à. Không vậy đó, làm ăn mà. Rồi thêm một cái nữa, là cái chỗ gì? Cái chỗ để tiếp khách. Khi mà tụi em vô được gọi thánh đường của BBT là tụi em làm cái gì? Một, gặp thần tượng idol Duy Nguyễn. Hai, mua súp. Ba, tập gym. Thì tất cả những cái đó đều phải có chỗ để ngồi hết. Đó là cái điểm hạn chế của bên Bình Tân là chỗ ngồi kém. Anh Thư nhận mà, kém tao nó kém à. Quận 12 chỗ ngồi ngon, nhưng mà quận 7 chỗ ngồi là perfect. Đó là chỗ ngồi, tiếp khách, không gian riêng biệt. Đó, tại vì bên quận 12 nó bị cái gì? Nó bị cái sai lầm gì thì anh qua quận 7 anh phải khắc phục được cái sai lầm đó. Đó. Rồi thêm nữa là cái gì? Có những cái căn phòng để tiếp khách VIP. Đó, có những cái căn phòng để tiếp khách VIP và có những một cái phòng khác để cho đội ngũ gọi là sale và sale của phòng game nó làm việc, sale và PT. Nó sẽ có những cái buộc họp kín, nó chửi lộn hay nó làm gì nhau đó, để nó tìm giải pháp để tăng doanh số này nọ các kiểu. Có môi trường riêng. Còn bây giờ bên Bình Tân nói ngoài lộ hết. Nói ngoài lộ hết à. Tụi nó nói khách nghe hết, khách nói trước luôn. Xong rồi tự nhiên cái thằng sale của anh nó gọi điện thoại cho khách. Cái khách nó thôi mày khỏi nói đi, thằng bả tao nói rồi, tao biết rồi. Vậy đó. Ghê chưa? Nên quận 7 là tâm huyết của anh. Nó thật sự. Tụi em nhìn đi. Em nhìn qua những cái video, nhìn qua những cái hình ảnh thiết kế và nhìn qua cái tốc độ xây. Em thấy cái quận 7 mà, tao thả cửa chắc xong trước quận 9 luôn rồi đó. Thấy quận 9 không? Xây 2 năm rồi. Má chưa khai trương. Quận 7 nó xây như điên nữa. Xây ta tối ngày sáng đêm, nó xây lên tấm dèo dèo. Nhưng mà bây giờ quận 7 nè, là cái diện tích xây dựng nó cao nhất. Mà diện tích xây dựng nó cao nhất thì nó đang sắt nhiều hơn. Nó tốn công, tốn này, tốn nọ nhiều hơn. Nhưng mà tại sao nhanh vậy? Xây nhanh lắm. Tại vì nói chung là cái diện vậy thôi em. Xây cái nhà đầu á thì nó chụp rụp. Nhà thứ hai thì nó bỡ ngỡ. Nhà thứ ba thì nó rối ren. Qua nhà thứ ba tư thì còn gì nó nói nữa. Không còn gì nói nữa. Nó thật sự luôn á. Nên thật cái ngày mà đổ bê tông cái tầng trệt đó, nó qua lâu rồi mấy. Nhưng mà ngày hôm nay 3 tháng anh mới làm được cái video. Anh nói thiệt, cái công việc của anh nó bận đến nỗi mà cái ngày đổ bê tông nó còn không qua. Nói thẳng mày luôn, lúc mà anh xây cái nhà Bình Tân này hả, ngày qua 2 lần mày. Sáng 9 giờ tối 5 giờ ngày làm vậy đó. Qua coi có gì mới không, qua có gì hay hay không. Trời đất ơi, lần đầu tiên mẹ xây cái nhà đó nó chạy như vịt mắc đẻ. Cái nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư không qua ngày nào luôn, đổ bê tông đổ rồi không qua. Bên quận 7 cũng vậy, cứ đổ, em cứ đổ, báo cáo thì bọt em coi camera rồi anh em gửi hình Zalo về cho anh coi này nọ thôi. Vậy thì tiện đây nhân cái dịp đổ bê tông á, thì các bạn á
các bạn xây nhà bạn giám sát sao, đúng không? Thì các bạn đương nhiên là các bạn nói chung các bạn chắc cuộc đời các bạn xây được cái nhà thấy mẹ rồi thôi, cứ giám sát mỗi ngày đi. Nhưng mà lúc đổ bê tông mà lúc cực kỳ quan trọng, trước khi đổ bê tông bạn phải kiểm cho nó kỹ, tại vì nó đổ bê tông xong là chết mẹ rồi đó. Đổ bê tông bằng kiểm là sắt nó có gian không, nó kê sắt có ngu không, nó làm đồ có tốt hay không. Khi bạn approve, bạn duyệt rồi là nó cứ thế mà nó đổ thôi, nó cứ thế mà nó đổ. Là nó đổ xong bê tông xong là coi như cứ thành bức tường bức bê tông cứng nhắc vậy, làm ăn gì nữa, tập bỏ hả? Ồ. Không, này mấy em nhìn thấy không, trời ơi đẹp kinh không. Nó khẩu hiệu gym phục vụ cuộc sống là xúp xiết nè. À, nó còn có những hình ảnh anh Duy Nguyễn nè, hình ảnh anh Duy Nguyễn trong trong những cái phút giây của cuộc đời gục ngã trong gym này nọ kia, anh sẽ dùng để anh trang trí. Anh nói thẳng với tụi em luôn á, mẹ gym của tao đừng có mong có mua đồ nước ngoài đồ vô. Anh nói thiệt luôn á, tại sao? Đơn giản là không mua đồ vô, mua đồ thì mua đồ theo hãng thôi. Anh không bao giờ anh chấp nhận để hình thằng mua đồ hay con mua đồ nước ngoài nào trong phòng gym của anh. Anh nói thiệt. Nên em thấy phòng gym của anh nó mang tính chất private, nó mang tính chất riêng tư. Tại vì bây giờ á, ví dụ như anh bây giờ anh chơi với thằng Edwin đi. Nó xong cái anh để hình của thằng Jeremy vô. Xong anh ngồi anh rửa hình cho nó, anh làm hình cho nó tấm hình cả chục triệu. Anh làm cho nó 4 tấm hết mẹ nó 40 triệu rồi, tự nhiên mới làm xong treo 3 bữa. Cái thằng Jeremy nó bị công ty đuổi. Tao chết như Từ Hải luôn. Đúng không? Tự nhiên thằng Edwin nó đuổi mẹ thằng Jeremy đi rồi. Thì tự nhiên tao treo hình nó đâm ra nó vô duyên. Nói chung anh làm gì phải giá trị thương mại hả? Trên thế gian mình thiếu trai thằng mô đồ. Mình chơi với thằng nào mình treo đó thôi chứ. Chứ anh đâu phải là cái phường mà ngồi treo dạo. Giống như có mấy phòng game khác nhỏ xíu à, nó treo toàn là hình Ronnie Coleman không à trời. Vậy vô phòng đó tập ra Ronnie Coleman hả? Đó thì anh nói chung là cái này đặt suy nghĩ. Nên tụi em thấy trong phòng game á toàn là hình của anh không à, hình của anh không à, còn anh cũng không treo hình gái nữa. Lúc thì còn chơi, lúc thì còn quen thì treo từ lưa, rồi lúc mẹ bỏ nhau rồi giờ để sao xử lý đóng hình nó tốn tiền mấy em, đúng không? Yes. Đó, còn nói về á, sàn á thì làm bằng đá, còn trần á làm bằng gỗ. Nói thiệt với em á, bây giờ mình đầu tư nội thất mà chơi gỗ là biết đại gia rồi. Anh nói thiệt chứ mà nhìn vô cái nhà của BBT là không nào dám ăn. Tại vì anh chơi rồi nội thất thiệt, gỗ ghiếc nó rất là mất tiền. Còn em trang trí bằng sơn nó rẻ bèo. Mấy thằng không có tiền nó sơn tờ lưa. Xong rồi nó làm hình nó dán lên để chi cho ba nó che khuyết điểm cái tường đó ông nội. Cái tường nó xấu quá, cái trần nó xấu quá, nó dán hình dán hẹ này lên nó làm màu thôi. Đúng không? Nên bây giờ là tụi em vô đó trong BBT là anh trang trí nó chắc. Tại công trình trang trí của anh là công trình thế kỷ, công trình 10 năm chứ không phải là công trình 1 tháng. Nên bây giờ em thấy không? Em vô phòng game BBT thì nó không có bị xuống cái gì. Đồ mình làm nó lâu dài mấy. Biết sao không? Tại nhà mua nó vậy đó. Chứ nhà mướn ông cố nội tao cũng chả dám làm gì đâu. Đúng không? Đang mướn nó đuổi một phát một rồi ôm cái đống nồi thất đi đâu? Thì chết đi đâu? Đó, bàn bị da nữa không? Đèn, đuốc, đồ, máy lạnh rồi thôi. Nói chung là tụi em cứ coi hình rồi tụi em bảo đảm em chảy ke đi. Đó, thì nói chung thì thôi. Video nó cũng dài rồi. Một lần hình chia sẻ tụi em chút xíu kinh nghiệm thôi. Thì bữa nay nhân tiện nó tóm lại là chia sẻ thứ nhất là cái gì? Kinh nghiệm xây nhà giá rẻ. Không phải giá rẻ mà là hợp lý. Và thứ hai là cách bố trí tầng trệt khoa học. Đó, bố trí tầng trệt khoa học với cái ba là chia sẻ về tầng trệt của BBT. Đó là ba nội dung chính. BBT 7 nha, đó là ba nội dung chính mà làm video này. Đó, để quay lại với chương trình bất động sản và cũng như là để chia sẻ một cái hoài bão, một cái khát vọng của anh bên BBT Building. Các bạn đã theo dõi video. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bất động sản tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.